Hello, chào anh chị và các bạn. Hôm nay Chùm Máy Cổ.vn đã về thêm màu đen. Thì thời gian qua có nhiều khách hỏi tại sao bán màu gold, màu nâu, không có màu vàng, màu đen chứ quên. Thì hôm nay shop về màu đen. Rất là đẹp nha. Đó, bóng 7. Hàng zin chính hãng Men A nên giá nó rẻ hơn hàng Men ơ nha anh chị và các bạn. Men A thì không có 3G, tại vì bên em thì hiện tại làm những mẫu này để cho những khách đam mê 88 không có điều kiện cao xài những cái máy mà mười mấy chỉ 2 triệu, nên chỉ cần bỏ 7,5 triệu thôi là xài được những cái máy này thôi, ok thôi. Khi nào nhu cầu khách lên thì em sẽ nhập những cái Men ơ giá trị cao về bán. Còn hàng này là hàng zin nhưng mà Men A không có 3G, rất là hợp lý cho anh chị nào mà đam mê 88 mà không có điều kiện chơi hàng mười mấy triệu 2 triệu, và làm mấy con này là đã ok rồi. Nghe gọi rất lớn, pin xài 4-5 ngày nha. Nghe gọi rất lớn, pin xài 4-5 ngày, nói chung là cầm rất là sang. Hiện tại bên em có 3 màu, màu gold, màu nâu, màu đen. Còn màu carbon thì bên em không làm, tại vì carbon bên em bán chậm nên không có nhập carbon về, chỉ làm gold với lại nâu rồi thôi. Đó anh chị thấy. Chị xem hàng thì khi nào cần thì qua shop em sẽ xem nha. Website là bên em là chùmmáycổ.vn. Vậy nào cần hàng cứ alo. Và địa chỉ quen thuộc 353/6 Phạm Ngũ Lão, quận Nhất,